Nam mô Bụt Tha Giá. Xin đạo tràng cho con biết có nghe được con không ạ? Dạ, con kính cảm ơn cô Trần Đạo. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Thamma Giá. Nam mô Sangha Giá. Con thành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Và con Huệ Ngọc, con thành kính lãnh lễ thượng phẩm Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính cùng chư tôn đức. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, và con cũng kính chào tất cả quý đạo hữu. Và thưa, hôm nay là ngày Chủ nhật, 1 tháng 3 năm 2020 dương lịch, cũng là nhằm ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch năm Canh Tý. Nghi thức truyền thọ giới Pháp sẽ mở đầu chương trình sinh hoạt trong ngày. Con kính mời quý Phật tử nào muốn thọ bát xin chuẩn bị để cùng con tắc bạch sinh giới. Nam mô Bụt Tha Giá.
Thay mặt quý Phật tử, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Ukkasa mayam phante tisarane nasa aatang gasaman nagatang uposatang yachama dutiyam mayam phante tisarane nasa aatang gasaman nagatang uposatang yachama Tatiyam bi mayam phante tisarane nasa aatang gasaman nagatang uposatang yachama. Ngưỡng bạch chôn đức, con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quý giới cho chúng con. Và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh ạ. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh đấng tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh đấng tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cung đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cung đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cung đấng chánh biên tri. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy y Phật. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy Phật. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy y Pháp. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy y Phật. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy y tăng. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy tăng. Dutiyambi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật. Dutiyam bi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật. Dutiyam bi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp. Dutiyam bi
Thammang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy pháp. Dutiyambi khang saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng. Dutiyambi sangkhang saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng. Tatiyambi buddhang saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật. Tatiyambi buddhang saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật. Tatiyambi thammang saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp. Tatiyambi thammang saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp. Tatiyambi sangkhang saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng. Tatiyambi sangkhang saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng. Banati bata veramani sikkhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Panatipata vejamani sikkhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Adinadana veramani sikkhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Adinna dana vejamani sikkhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Brahmacharya veramani sikkhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Brahmacharya vejamani sikkhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Con xin sám hối. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Musavada veramani sikkhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Musavada vejamani sikkhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Suramerayamachappamma dathana veramani sikkhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Surame shayama chappama dathana vejamani sikkhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Vikala vosana veramani sikkhapadang samadhiyami, nguyện đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Vikala vosana vejamani sikkhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Nacca gita wa dita visu kadasana mala gan thay thế bác an thà ra nam mandana bi phụ sanh tha
เวรมณีสิกขาบดังสมาธิยามิđệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Nacharita wa ditavisu kadasana malagan tavile panatha janaman danavifu sanatana vechamani sika padang samadhiya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Ucha Sayana Maha Sayana Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tỏa cao sang. Ucha Sayana Maha Sayana Vechamani Sika Padang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tòa cao sang. Itmang athang gassamman nagatang puthapan nyatang upo sathang itmancharatin itmancadiwasang samadewa abhichakitum samadhiyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Imani atha sikha badani upposasi valasena man chân ni man chi di ba sang sa tu kang ka ta wa ap ma ma de na sam ma ra ki ta bang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai hệ chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay về đêm nay, chẳng nên gì vui. À ma phan tê, chúng con xin thành kính phụng hành. Si lê na su ga tân yên ti, si lê na phu ga sam ba da, si lê na nip bu tân yên ti, ta sa ma, si lăng vi so thai. Giữ giới hằng được phú túc mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thẳng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh. Xa thủ lành ai, Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành, quy y Phật bào từ ân, nguyện lời chân thật đạt thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân cầu y khởi sanh, ngưỡng mong Phật bào đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành, quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành, quy y tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngược mong tăng bào đức lành từ dung. Không có tôi sắp bấm mang là lăng ra khăn thu sắp bà đê và ta sắp bấm bụt đà nà khoa quê nà sà đà sò thị phong quanh trùi tê.
Bhagavato sabbamangalam rakkhantu sabbe devata sabbadhammanu bhavena sadasati bhavantu te Bhagavato sabbamangalam rakkhantu sabbe devata sabbasanghanu bhavena sadasati bhavantu te. Tất cả phương báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin do quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lần thai, lần thai. Chúng con Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Và con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông cùng chư tôn đức. Dạ, kính mời em dạ, Sa Thú kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ, kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Sa Thú lành thai. À, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã thay mặt chư tăng truyền trai giới cho Phật tử chúng con. Cảm ơn sư Xuân Ngọc đã thay mặt giới tử đại thọ bác trai giới. Tiếp tục chương trình thì chúng ta trở lại chương trình của râm Phật Pháp với Đa Đạt Ma. Nhưng mà cho tới giờ này thì cũng chưa có thấy bài học mới Thượng Tọa đã gửi qua và cũng không thấy Thượng Tọa Tế Siêu vào râm râm. Ngày hôm nay là ngày giảng của Thượng Tọa Tế Siêu. Không biết rằng như vậy bây giờ thì có lẽ là chúng ta trong thời gian này chúng ta nghe băng nghe lại băng cũ rồi chờ đợi thử xem Thượng Tọa Giác Đẳng có vào hay không và sư có cho biết như thế nào hay không thì mời sư Nhật Quỳnh giúp để băng giảng cũ nha, mời sư nha. Pháp một, khi mà một người mà không chấp nhận các bất thiện pháp nữa, những người khác có thể là người làm hại, ở đây chúng ta không thể là người làm hại. Thưa quý vị, chúng ta lấy một cái ý ở trong một bài kinh khác mà chúng ta học trong kinh gọi là quyết định đánh về thiện. Người khác làm chuyện đó nhưng mà mình không làm chuyện đó gọi là quyết định đánh về thiện. Ở trong cái phần thứ hai đó là sự khởi tâm. Khởi tâm đó là một ý niệm mà chúng ta bên Bắc truyền thường hay nói đến trong cái ý niệm gọi là pháp môn. Dạ, nên mà bữa thay giá và chúng con kính đảnh lễ Thượng Tọa Bát Đẳng mới vừa vào râm. Dạ, và chúng con chờ đợi bài học thì chưa có trong thời gian chờ đợi thì sẵn thời chúng con để bằng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tế Siêu. Dạ. Dạ, chúng con vẫn chưa nhận được bài học. Sinh Nhật Quỳnh nhận được bài học chưa? Sinh Nhật Quỳnh ơi, đang nhận được chưa nhận được bài học? Dạ, con nhận được rồi. Dạ, bây giờ thì con xin kính đảnh lễ, cùng thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học. Cảm ơn cô
Hai các kính đại lễ sư Phật Thầy Siêu, đại lễ chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, bài công kinh ngày hôm nay thật ra là một bài kinh tương đối rất là đặc biệt. Nếu mà có vị nào mà đã từng đọc và Luật Tạng thì quý vị sẽ có quen thuộc với bài kinh này. Bởi vì mỗi khi mà Phật Thầy muốn ban hành một điều luật hay là khi một vị tỳ kheo phạm lỗi đó, thì Đức Phật Ngài có cái lời nói thừa cách gọi là nghiêm huấn. Ở trong lời nói nghiêm huấn đó, nếu mà cái văn phong mà dịch không khéo hoặc giả là chúng ta nghe mà chúng ta không hiểu thì có cảm tưởng như là Đức Phật nói rất nặng. Nhưng mà kỳ thật thì khi mà đặt về luật ấy, thì nó phải rõ ràng, và cái sự khiển trách cũng phải rõ ràng. Chúng ta có nghe một câu nói ngày xưa ta thường nói gọi là giáo bất nghiêm sư chi đoạn. Và cái kinh nghiệm mà chúng ta thấy ngay trong đời sống hàng ngày, dù là yêu thương, dù là thân tình tới đâu đi nữa, nhưng một khi mà đã sửa sai, nhất là sửa sai đối với những người thân trong gia đình, thì cái lời sửa sai đó phải rất là nghiêm nghị. Thì thứ gì ở đây là trường hợp một vị kheo tên là Phát Ta Lý. Vì này, khi mà nghe Đức Phật Ngài khuyến khích chư tỳ kheo sống theo hạnh nhất tọa thực, tức là ăn một ngày chỉ một lần, rời chỗ ngồi không ăn nữa. Thật ra đây không phải là điều giới luật, mà giống như trong pháp Đậu Đà vậy đó. Tức là phát nguyện là chỉ ăn một bữa thôi, và ăn tại một chỗ ngồi thôi, trừ trường hợp bị bệnh, trừ vấn đề sức khỏe, không cho phép. Ngoài ra thì đó là một cái hạnh mà chúng ta gọi là một ở trong 13 hạnh Đậu Đà. Và bản thân của Đức Phật và các vị A-la-hán, đệ tử Phật thì các ngài đều sống với hạnh nhất tọa thực như vậy. Tức là từ buổi sáng tới trưa là giờ rất có thể ăn được, nhưng một khi mà các ngài đã thọ thực xong, rời chỗ ngồi đứng dậy thì các ngài không dùng nữa. Thì ở đây có một vị tỳ kheo tên là Phát Đa Lý đã bày tỏ sự bất lực của mình không làm được điều đó. Và chẳng những vậy mà do cái sự bất lực đó, vị này đã không gặp Đức Thế Tôn trong 3 tháng. Và cuối cùng do sự khuyến khích của chư tỳ kheo, vị này đã đến gặp Đức Phật để xin sám hối. Và Đức Phật chấp nhận lời sám hối đó với lời khuyến thỉnh. Chứ thì không có cắt giảm nhiều. Chúng tôi muốn quý vị đọc nghe phần chánh kinh trọn vẹn để chúng ta sẽ hiểu được Đức Phật Ngài dạy rõ những gì. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi không biết là hôm nay chúng tôi có một việc rất là bận, nó không có gửi bài sớm kịp, có thể vài phút. Chúng tôi muốn hỏi quý Phật tử là quý vị đã có bài học sẵn sàng đọc được chưa? Dạ vâng, xin mời cô Lan Diệu Nguyệt Hoàng Nghị đọc cho chánh kinh hôm nay, và sau đó chúng ta sẽ cung thỉnh thượng tọa Chư Siêu để giảng dạy rộng rãi ý nghĩa của bài học này. Dạ, nên một bức thầy giá, sự số lần thầy kính thi ân thượng tọa Giác Đẳng đã giảng nhập. Bây giờ thì con xin đọc chánh kinh bài học hôm nay, giáo trình trong một kinh Machima Nikaya và Thượng Thích Minh Châu Dịch Việt 65 kinh Patali. Patali Sutta câu từ 768 đến 774 sẽ do Thượng tọa Tế Siêu giảng giải. 768, tại sao gọi là kinh Patali? Tên bài kinh lấy từ tên tỳ kheo Patali, nhân vật mà câu chuyện nội dung xoay quanh. Bài kinh này rất khó dịch thông dịch. Bài kinh này rất khó dịch, không phải do nghĩa lý mà do văn phong. Những lời khiển trách của Đức Tự Phụ hoàn toàn phát xuất từ tâm bi mẫn của Ngài. 769. Đại ý kinh Patali là gì? Patali là một tỳ kheo do túc nghiệp, luôn cảm thấy sự ăn uống quan trọng. Khi Đức Phật khuyến khích chư tỳ kheo sống với hạnh nhất tọa thực, thì vị này trình bày là không thể thực hành được. Suốt 3 tháng sau đó, Patali tránh không gặp Đức Phật. Rồi cuối cùng vị này đến sám hối và nhận huấn thị từ bậc đạo sư. 770. Đức Phật khuyến khích chư tỳ kheo điều gì? Này các tỳ kheo, ta ăn chỉ ngồi một lần. Này các tỳ kheo, cho ta ăn chỉ ngồi một lần, ta cảm thấy ít bệnh, ít não, nhẹ nhàng, có sức và lạc trú.
Này các tỷ kheo, hãy ăn chỉ ngồi một lần. Này các tỷ kheo, hãy ăn chỉ ngồi một lần. Và các ông sẽ cảm thấy ít bệnh, ít não, nhẹ nhàng, có sức và lạc trú. Gọi là khuyến khích vì nhất tọa thực, không phải là học giới. Giới luật cho phép chư tỳ kheo ăn trong khung thời gian quy định, nhưng có thể ăn nhiều lần trong thời gian đó. Nhất tọa thực là hạnh chỉ ăn một lần, khi đã rời chỗ ngồi, không ăn nữa. 771. Phát Đa Lý đã có thái độ thế nào khi nghe lời khuyến khích của Đức Phật? Khi được nói vậy, tôn giả Phát Đa Lý bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, con không có thể ăn chỉ ngồi một lần. Bạch Thế Tôn, nếu con ăn chỉ ngồi một lần, thì con cảm thấy như là hối tiếc, như là hối hận. Vậy này Bạch Đa Lý, khi nào ông được mời, hãy ăn tại chỗ một phần ăn, rồi đem về một phần ăn để ăn sau. Như vậy, này Bạch Đa Lý, ông có thể ăn như vậy và sống qua ngày không? Như vậy, Bạch Thế Tôn, con cũng không có thể ăn được. Bạch Thế Tôn, nếu con có ăn như vậy, con vẫn cảm thấy như là hối tiếc, như là hối hận. Rồi tôn giả Phát Đa Lý, trong khi chúng tỳ kheo chấp hành học giới, đã được Thế Tôn chế định, tuyên bố sự bất lực của mình. Rồi tôn giả Phát Đa Lý, trong 3 tháng tròn, không diện kiến Thế Tôn vì không thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp của Bậc Đạo Sư. 772. Tỳ kheo Phát Đa Lý đã sám hối sau đó thế nào? Được tỳ kheo Pháp Lữ khuyên nhắc Phát Đa Lý đến sám hối với Đức Thế Tôn. Sau một thời gian, một số đông tỳ kheo đang làm y cho Thế Tôn và nói rằng, sau khi làm y xong, sau 3 tháng, Thế Tôn sẽ du hành. Rồi tôn giả Phát Đa Lý đến tại chỗ các vị tỳ kheo. Sau khi đến, nói lên với các tỳ kheo ấy những lời chào hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Những tỳ kheo ấy nói với tôn giả Phát Đa Lý đang ngồi một bên: Này hiền giả Phát Đa Lý, tấm y này đang được làm cho Thế Tôn. Sau khi làm y xong, sau 3 tháng này, Thế Tôn sẽ du hành. Này hiền giả Phát Đa Lý, hãy khéo tư niệm đến trường hợp đặc biệt này, chớ để về sau lại càng khó khăn hơn cho hiền giả. Thưa vâng, chư hiền. Tôn giả Phát Đa Lý và các Thế Tôn, các tỷ kheo ấy đi đến chỗ Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, tôn giả Phát Đa Lý bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, một lỗi lầm đã chiếm đoạt con. Thật là ngu ngốc, thật là si mê, thật là bất thiện. Trong khi chúng tỷ kheo chấp hành học giới đã được Thế Tôn chế định, con đã tuyên bố sự bất lực của con. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn chấp nhận cho con lỗi lầm này là một lỗi lầm để có thể phòng hộ trong tương lai. Này Phát Đa Lý, thật sự một lỗi lầm đã chiếm đoạt ông. Thật là ngu ngốc, thật là si mê, thật là bất thiện. Trong khi chúng tỷ kheo chấp hành học giới đã được Như Lai chế định, ông đã tuyên bố sự bất lực của ông. 773. Sau đó, Đức Phật đã huấn thị thế nào? Ngài nêu lên một trường hợp, dù không bao giờ xảy ra, nói về tâm nhu thuận của những đệ tử trưởng thành trong giáo pháp. Này Phát Đa Lý, ông nghĩ thế nào? Ở đây, có vị tỷ câu phần giải thoát. Ta nói với vị ấy như sau: Này tỷ kheo, hãy đến và tự làm cầu cho ta qua khỏi đám hùng. Vị ấy tự đến làm cầu, hay tránh né thân, hay nói không? Không phải vậy, bạch Thế Tôn. Này Phát Đa Lý, ông nghĩ thế nào? Ở đây có vị tỷ kheo tuệ giải thoát vân vân, thân chứng vân vân, kiến chí vân vân, tính thân giải vân vân, tùy pháp hành vân vân, tùy tính hành. Ta nói với vị ấy như sau: Này tỷ kheo, hãy đến và tự làm cầu cho ta qua khỏi đám hùng. Vị ấy tự đến làm cầu, hay tránh né sang chỗ khác,
hay nói không, không phải vậy, Bạch Thế Tôn. Này Phát Đa Lý, ông nghĩ thế nào? Này Phát Đa Lý, trong thời gian ấy, ông có phải là câu phần giải thoát, hay quệ giải thoát, hay thân chứng, hay kiến trí, hay tính thắng giải, hay tùy pháp hành, hay tùy tính hành? Thưa không, Bạch Thế Tôn. Này Phát Đa Lý, có phải trong thời gian ấy, ông trống không, rộng không, phạm lỗi? Thưa vâng, Bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, một lỗi lầm đã chiếm đoạt con. Thật là ngu ngốc, thật là si mê, thật là bất thiện. Trong khi chúng tỷ kheo chấp hành học giới đã được Thế Tôn chế định, con đã tuyên bố sự bất lực của con. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn chấp nhận cho con lỗi lầm này là một lỗi lầm, để có thể phòng hộ trong tương lai. Này Phát Đa Lý, thật sự một lỗi lầm đã chiếm đoạt ông. Thật là ngu ngốc, thật là thiện. Trong khi chúng tỷ kheo chấp hành học giới đã được ta chế định, ông đã tuyên bố sự bất lực của ông. Này Phát Đa Lý, nếu ông sau khi thấy một lỗi lầm là một lỗi lầm và như pháp phát lộ, chúng ta sẽ chấp nhận cho ông. Vì rằng, này Phát Đa Lý, như vậy là sự lớn mạnh trong giới luật của Bậc Thánh, nghĩa là bất cứ ai sau khi thấy một lỗi lầm là một lỗi lầm phải như pháp phát lộ và phòng hộ trong tương lai. Thái độ học hỏi có liên quan lớn với sự thực hành. Ở đây, này Phát Đa Lý, có tỷ kheo không thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp của Bậc Đạo Sư. Vị ấy suy nghĩ như sau: ta hãy sống tại một trú xứ xa vắng, khu rừng, gốc cây, sườn núi, chỗ quan dặn, hang núi, nghĩa địa, tùng lâm, ngoài trời, đống rơm, và ta có thể chứng được thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh. Vị ấy sống tại một trú xứ xa vắng, khu rừng, gốc cây, sườn núi, chỗ quan dã, hang núi, nghĩa địa, tùng lâm, ngoài trời, đống rơm. Khi vị ấy sống viễn ly như vậy, Bậc Đạo Sư quở trách: các vị đồng phạm hạnh có trí, sau khi quán sát quở trách, chư thiên quở trách, tự mình quở trách mình. Vị này bị Bậc Đạo Sư quở trách vì các vị đồng phạm hạnh có trí sau khi quán sát phải quở trách, bị chư thiên quở trách, bị tự mình quở trách mình, nên không chứng được thượng nhân pháp, tri kiến thuần thắng, xứng đáng bậc thánh. Tại sao vậy? Sở dĩ như vậy, này Phát Đa Lý, là vì vị ấy không thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp của Bậc Đạo Sư. Nhưng ở đây, này Phát Đa Lý, có tỷ kheo thực sự trọn vẹn học giới, có tỷ kheo thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp của Bậc Đạo Sư. Vị ấy suy nghĩ như sau: ta hãy tại một trú xứ xa vắng, khu rừng, gốc cây, sườn núi, chỗ quan dã, hang núi, nghĩa địa, tùng lâm, ngoài trời, đống rơm, và ta có thể chứng được thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh. Vị ấy sống tại một trú xứ xa vắng, khu rừng, gốc cây, sườn núi, chỗ quan dã, hang núi, nghĩa địa, tùng lâm, ngoài trời, đống rơm. Khi vị ấy sống viễn ly như vậy, Bậc Đạo Sư không quở trách. Các vị đồng phạm hạnh có trí sau khi quán sát không quở trách, chư thiên không quở trách, tự mình không quở trách mình. Vị này không bị Bậc Đạo Sư quở trách, không bị các đồng phạm hạnh quở trách, không bị các đồng phạm hạnh sau khi quán sát quở trách, không bị chư thiên quở trách, không bị mình quở trách mình, nên chứng được thượng nhân pháp, tri kiến thuần thắng, xứng đáng bậc thánh.
Tại sao vậy? Sở dĩ như vậy, này Patali, là vì vị ấy thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp của bậc đạo sư. Vị ấy ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Vì sao vậy? Sở dĩ như vậy, này Patali, là vì vị ấy thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp của bậc đạo sư. Và lại nữa, này Patali, tỷ kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh tâm. Vì sao vậy? Sở dĩ như vậy, này Patali, là vì vị ấy thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp của bậc đạo sư. Và lại nữa, này Patali, tỷ kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba. Vì sao vậy? Sở dĩ như vậy, này Patali, là vì vị ấy thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp bậc đạo sư. Và lại nữa, này Patali, tỷ kheo xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm, thanh tịnh. Vì vậy, sở dĩ như vậy, này Patali, là vì vị ấy thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp bậc đạo sư. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, vị ấy dẫn tâm hướng tâm đến túc mạng minh. Vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, vân vân. Vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Vì sao vậy? Sở dĩ như vậy, này Patali, là vì vị ấy thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp của bậc đạo sư. Vị ấy với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, dẫn tâm hướng đến trí tuệ và sanh tử của chúng sanh. Vị ấy với thi nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và sự chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng chúng sanh là người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Vì sao vậy? Sở dĩ như vậy, này Patali, là vì vị ấy thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp của bậc đạo sư. Vị ấy với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, dẫn tâm, hướng tâm đến lậu tận trí. Vị ấy biết như thật, đây là khổ. Biết như thật, đây là con đường đưa đến diệt khổ. Biết như thật, đây là những lậu hoặc. Biết như thật, đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc. Nhờ biết như vậy, tâm của vị ấy thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, vị ấy khởi lên sự hiểu biết, ta đã giải thoát. Vị ấy biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại không có đời sống nào khác nữa. Vì sao vậy? Sở dĩ như vậy, này Patali, là vì vị ấy thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp của bậc đạo sư. 774. Tại học giới được ban hành. Từ lời dạy của Đức Phật, tỳ kheo Patali hỏi thêm về giới luật. Được nghe nói vậy, tôn giả Patali bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây chúng ta luôn luôn kết tội tỳ kheo? Bạch Thế Tôn, lại do nhân gì, do duyên gì, ở đây chúng ta không luôn luôn kết tội tỳ kheo như vậy? Này Patali, ở đây có tỳ kheo thường hay phạm giới tội, phạm nhiều giới tội. Khi bị các tỳ kheo nói, tránh né câu hỏi bằng một câu hỏi khác, hướng câu chuyện ra ngoài vấn đề, hiện khởi phẫn nộ, sân hận và bất mãn, không xử sự chân chánh,
không có láng dịu, không có chấm dứt giới tội, không có nói tôi phải làm gì đây để phát đa lý. Các tỷ kheo nghĩ như sao? Này chư hiền, tỷ kheo này thường hay phạm giới tội, phạm nhiều giới tội. Khi bị các tỷ kheo nói, tránh né bằng một câu hỏi khác, hướng câu chuyện vấn đề, hiện khởi phẫn nộ, sân hận và bất mãn, không xử sự chân chánh, không có lắng dịu, không có lắng dịu, không có chấm dứt giới tội, không có nói tôi phải làm gì để chúng tăng hoan hỷ. Tốt lành thay, nếu chư tôn giả sau khi điều tra nhiều lần tỷ kheo này, chớ có giải tội ấy một cách mau chóng. Như vậy, này Phát-đa-lý, các tỷ kheo sau khi điều tra nhiều lần tỷ kheo ấy, không giải tội ấy một cách mau chóng. Nhưng ở đây, này Phát-đa-lý, lại có tỷ kheo thường hay phạm giới tội, phạm nhiều giới tội. Khi bị các tỷ kheo nói, không tránh né câu hỏi bằng một câu hỏi khác, không hướng câu chuyện ra ngoài vấn đề, không hiện khởi phẫn nộ, sân hận và bất mãn, xử sự chân chánh, có sự lắng dịu, có chấm dứt giới tội, có nói tôi phải làm gì để chúng tăng hoan hỷ. Ở đây, này Phát-đa-lý, các tỷ kheo nghĩ như sau? Này chư hiền, tỷ kheo này thường hay phạm giới tội, phạm nhiều giới tội. Khi bị các tỷ kheo nói, không tránh né câu hỏi bằng một câu hỏi khác, không hướng câu chuyện ra ngoài vấn đề, không hiện khởi phẫn nộ, sân hận và bất mãn, xử sự chân chánh, có sự tự lắng dịu, có chấm dứt giới tội, có nói tôi phải làm gì để chúng tăng hoan hỷ. Tốt lành thay, nếu chư tôn giả sau khi điều tra nhiều lần tỷ kheo này, hãy giải tội ấy một cách mau chóng. Như vậy, này Phát-đa-lý, các tỷ kheo sau khi điều tra nhiều lần tỷ kheo ấy, giải tội ấy một cách mau chóng. Ở đây, này Phát-đa-lý, có tỷ kheo không thường phạm giới tội, không phạm nhiều giới tội. Khi bị các tỷ kheo nói, tránh né câu hỏi này bằng một câu hỏi khác, hướng câu chuyện ra ngoài vấn đề, hiện khởi phẫn nộ, sân hận và bất mãn, không xử sự chân chánh, không có tự lắng dịu, không có chấm dứt giới tội, không có nói tôi phải làm gì để chúng tăng hoan hỷ. Ở đây, này Phát-đa-lý, các tỷ kheo nghĩ như sau? Này chư hiền, tỷ kheo này không thường phạm giới tội, không phạm nhiều giới tội. Khi bị các tỷ kheo nói, tránh né câu hỏi này bằng một câu hỏi khác, hướng câu chuyện ra ngoài vấn đề, hiện khởi phẫn nộ, sân hận và bất mãn, không xử sự chân chánh, không có tự lắng dịu, không có chấm dứt giới tội, không có nói tôi phải làm gì để chúng tăng hoan hỷ. Tốt lành thay, nếu chư tôn giả sau khi điều tra nhiều lần tỷ kheo này, chớ có giải tội một cách mau chóng. Như vậy, này Phát-đa-lý, các tỷ kheo sau khi điều tra nhiều lần tỷ kheo ấy, không giải tội ấy một cách mau chóng. Nhưng ở đây, này Phát-đa-lý, lại có tỷ kheo không thường phạm giới tội, không phạm nhiều giới tội. Khi bị các tỷ kheo nói, không tránh né câu hỏi này bằng một câu hỏi khác, không hướng câu chuyện ra ngoài vấn đề, không hiện khởi phẫn nộ, sân hận và bất mãn, xử sự chân chánh, có tự lắng dịu, có chấm dứt giới tội, có nói tôi phải làm gì để chúng tăng hoan hỷ. Ở đây, này Phát-đa-lý, các tỷ kheo nghĩ như sau? Chư hiền, tỷ kheo này không thường phạm giới tội, không phạm nhiều giới tội. Khi bị các tỷ kheo nói, không tránh né câu hỏi này bằng một câu hỏi khác, không hướng câu chuyện ra ngoài vấn đề, không hiện khởi phẫn nộ, sân hận và bất mãn, xử sự chân chánh, có tự lắng dịu, có chấm dứt giới tội, có nói tôi phải làm gì để chúng tăng hoan hỷ. Tốt lành thay, nếu chư tôn giả sau khi điều tra nhiều lần tỷ kheo này, hãy giải tội này một cách mau chóng. Như vậy, này Phát-đa-lý, các tỷ kheo sau khi điều tra nhiều lần tỷ kheo ấy, giải tội ấy một cách mau chóng. Ở đây, này Phát-đa-lý, có tỷ kheo còn sống
trong tăng chúng với một ít lòng tin, với ít lòng thương. Ở đây, này Phát-đa-li, các tỷ kheo suy nghĩ như sau: chư hiền, tỷ kheo này còn sống trong tăng chúng với một ít lòng tin, với một ít lòng thương. Nếu chúng ta thường hay kết tội tỷ kheo này, thời chút ít lòng tin, chút ít lòng thương của vị ấy sẽ đi đến đoạn diệt. Vậy chúng ta hãy đừng để cho chút ít lòng tin, chút ít lòng thương của vị ấy đoạn diệt. Ví như, này Bát-đa-li, một người chỉ có một mắt. Các thân hữu bà con quyết sống bảo vệ con mắt còn lại ấy và suy nghĩ như sau: chớ để cho con mắt còn lại này bị đoạn diệt. Cũng vậy, này Bát-đa-li, ở đây tỳ kheo còn sống trong tăng chúng với một ít lòng tin, với một ít lòng thương. Ở đây này Bát-đa-li, các tỳ kheo suy nghĩ như sau: chư hiền, tỳ kheo này còn sống trong tăng chúng với một lòng tin, với một ít lòng thương. Nếu chúng ta thường hay kết tội tỳ kheo này, thời chút ít lòng tin, chút ít lòng thương của vị ấy sẽ đi đến đoạn diệt. Vậy chúng ta hãy đừng để cho chút ít lòng tin, chút ít lòng thương của vị ấy bị đoạn diệt. Này Phát-đa-li, do nhân này, do duyên này, ở đây chúng ta luôn luôn kết tội tỷ kheo. Do nhân này, do duyên này, ở đây chúng ta không luôn luôn kết tội vị tỷ kheo. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, lúc xưa các học giới tuy ít hơn, nhưng các tỷ kheo đã ngộ nhập chánh trí nhiều hơn. Bạch Thế Tôn, lại do nhân gì, do duyên gì, ngày nay các học giới nhiều hơn, nhưng các tỷ kheo ngộ nhập chánh trí ít hơn. Này Phát-đa-li, khi các loài hữu tình bị thối thất, khi diệu pháp bị diệt mất, thời các học giới có nhiều hơn và các vị tỷ kheo ngộ nhập chánh trí ít hơn. Này Phát-đa-li, khi nào một số hữu lậu pháp chưa hiện khởi trong tăng chúng, khi ấy bậc đạo sư vẫn không chế định một học giới cho các đệ tử. Này Phát-đa-li, ở đây chỉ khi nào một số hữu lậu pháp hiện khởi trong tăng chúng, chỉ khi ấy bậc đạo sư mới chế định học giới cho các đệ tử để đối trị lại các pháp hữu lậu ấy. Này Phát-đa-li, ở đây khi nào tăng chúng chưa lớn mạnh, khi ấy một số hữu lậu pháp chưa hiện khởi trong tăng chúng. Và này Phát-đa-li, chỉ khi nào tăng chúng đã được lớn mạnh, thời ở đây một số hữu lậu pháp hiện khởi trong tăng chúng. Khi ấy bậc đạo sư mới chế định học giới cho các đệ tử để đối trị lại các pháp hữu lậu ấy. Này Phát-đa-li, ở đây khi nào tăng chúng chưa đạt, khi nào tăng chúng chưa đạt được quyền lợi tối thượng vân vân, chưa đạt được danh xưng tối thượng vân vân, chưa đạt được đa văn, chưa đạt được địa vị kỳ cựu, khi ấy một số hữu lậu pháp chưa hiện khởi trong tăng chúng. Và này Phát-đa-li, ở đây chỉ khi nào tăng chúng đã đạt được địa vị kỳ cựu, thời ở đây một số hữu lậu pháp hiện khởi trong tăng chúng. Khi ấy bậc đạo sư mới chế định học giới cho các đệ tử để đối trị lại các pháp hữu lậu ấy. Này Phát-đa-li, các ông còn số ít khi ta giảng cho các ông pháp môn ví phụ lương chủng mã. Này Phát-đa-li, ông có nhớ không? Bạch Thế Tôn, không. Ở đây này, do nhân gì ông xem sự việc xảy ra như vậy? Bạch Thế Tôn, vì con trong một thời gian dài đã không thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp Phật Đạo Sư. Này Phát-đa-li, không phải chỉ có nhân như vậy, chỉ có duyên như vậy. Rằng trong một thời gian khá dài, này Phát-đa-li, ta biết tâm ông với tâm của ta. Ta biết rằng khi ta thuyết pháp, kẻ ngu si này không có để tâm, không có tác ý, không dùng nhất thiết tâm để tư niệm, không có nghe pháp với hai tay sẵn sàng. Và này Phát-đa-li, ta sẽ giảng cho ông pháp môn ví dụ lương chủng mã. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng. Thưa vâng, Bạch Thế Tôn. Tôn giả Bát-đa-li, vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau. Này Phát-đa-li, ví như một người điều mã sư thiện xảo, có nhận được một con lương mã hiền thiện.
Trước hết phải huấn luyện con ngựa ấy cho quen với dây cương. Trong khi huấn luyện nó cho quen với dây cương, nếu nó có vùng vẫy, nhảy chồm, nhảy ngược, chống cự vì chưa quen sự huấn luyện trước kia chưa làm, con ngựa ấy do sự huấn luyện tiếp tục được thuần thục về phương diện ấy. Này Patali, khi con lương mã hiền thiện do huấn luyện thường xuyên, do sự huấn luyện tiếp tục đã được thuần thục về phương diện ấy, thời người điều mã lại huấn luyện thêm cho con ngựa ấy quen với yên ngựa. Trong khi huấn luyện nó quen với yên ngựa, nếu nó có vùng vẫy, nhảy chồm, nhảy ngược, chống cự vì chưa quen sự huấn luyện trước đây chưa làm, con ngựa ấy do sự huấn luyện thường xuyên, do sự huấn luyện tiếp tục được thuần thục về phương diện ấy. Này Patali, khi con lương mã hiện thiện do huấn luyện thường xuyên, huấn luyện tiếp tục đã được thuần thục về phương diện ấy, thời người điều mã sư lại huấn luyện thêm cho con ngựa ấy cho quen với sự diễn hành đi vòng quanh, đi đầu ngón chân, chạy phi hí, các trò chơi vương giả, vương lực, tối thượng tốc lực, tối thượng nhanh nhẹn, tối thượng thiện hành. Trong khi huấn luyện cho nó quen với tối thượng tốc lực, tối thượng nhanh nhẹn, tối thượng thiện hành, nếu nó có vùng vẫy, nhảy chồm, nhảy ngược, chống cự vì chưa quen sự huấn luyện trước đây chưa làm, con ngựa ấy do sự huấn luyện thường xuyên, do sự huấn luyện tiếp tục được thuần thục về phương diện ấy. Này Patali, khi con lương mã hiền thiện do huấn luyện thường xuyên, do huấn luyện tiếp tục đã được thuần phục về phương diện ấy, thời người điều mã sư lại giúp thêm con ngựa ấy về phần sắc đẹp và trang sức. Này Patali, con lương mã hiền thiện được thành tựu 10 đặc tánh, trở thành xứng đáng cho bậc vua chúa, trở thành báu vật của vua, được liệt vào một ấn tướng của vua. Cũng vậy, này Patali, một tỷ kheo thành tựu được 10 pháp, trở thành được đáng kính trọng, đáng được tôn kính, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Thế nào là 10? Ở đây, này Patali, tỷ kheo thành tựu vô học chánh tri kiến, thành tựu vô học chánh tư duy, thành tựu vô học chánh ngữ, thành tựu vô học chánh nghiệp, thành tựu vô học chánh mạng, thành tựu vô học chánh tinh tấn, thành tựu vô học chánh niệm, thành tựu vô học chánh định, thành tựu vô học chánh niệm, thành tựu vô học chánh định, thành tựu vô học chánh trí, thành tựu vô học chánh giải thoát. Này Patali, tỷ kheo thành tựu 10 pháp này, trở thành đáng được kính trọng, đáng được tôn kính, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Chánh văn bài học đến đây đã chấm dứt. Chúng con cũng thỉnh tự tại siêu từ bi thức giả bài học năm một bức xài giác. Anh đừng buồn bực thay nha. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp. Kính lễ Chư Thịnh Văn Đệ Tử Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học bài đến bài kinh 65
Kinh Phật Đa Ni. Ở trong bài kinh này, như thừa tọa cho tâm dẫn nhập trong lời dẫn nhập có nói, nó không phải là khó hiểu, nó rất khó dịch. Rất khó dịch không phải là do cái nghĩa lý mà là do văn phong. Ở đây nên biết thêm bài kinh này khó dịch là vì nó liên hệ đến luật tạng. Cái văn phòng ở đây là văn phòng của luật tạng, cho nên chính điểm đó lại là một vấn đề khó dịch. Ý nghĩa thì chúng ta dễ hiểu. Bây giờ chúng ta chỉ nói qua về cái ý nghĩa. Chúng tôi có 6 cái phân đoạn. Cái phân đoạn thứ nhất như là duyên khởi của bài kinh. Là nơi đây Đức Phật Ngài khuyên dạy các tỳ kheo hãy ăn một ngày một chỗ ngồi, tức là nhất tọa thực. Ăn một lần trong một ngày, nhờ như vậy mà thiếu bệnh khinh an. Và Ngài điển hình như chính bản thân Ngài cũng ăn một ngày một buổi. Vậy mà thân được khinh an khỏe mạnh. Đức Thế Tôn Ngài dạy như vậy thì một vị tỳ kheo tên gọi là Phát Đa Lý đã bạch với Đức Thế Tôn rằng
con sẽ cảm thấy khó chịu đến một ngày hơn một buổi. Thì vị này, vị tỳ kheo này do vì sống thiên về cái sự ăn uống, vị này ăn và rất nhanh bị đói, cho nếu ăn ngày buổi thì vị đó sẽ cảm thấy khó chịu. Đức Phật biết như vậy, Ngài cũng đã cho phép nếu mà được mời ăn thì Ngài ăn một phần, lấy thêm một bát nữa đi về ăn tiếp. Nhưng vị tỳ kheo đó cũng không chịu, và vị tỳ kheo đó đã tuyên bố với các vị tỳ kheo khác là mình không có giữ học giới này. Và khi mà vì đó không có giữ học giới, mà Đức Thế Tôn Ngài đã chế định, cho nên có lẽ là vì hổ thẹn khi gặp Đức Thế Tôn, trong khi tăng chúng thì chấp hành giới Đức Thế Tôn đã chế định, thì vị tỳ kheo này tuyên bố cái sự yếu kém của mình. Rồi tôn giả Phát Di Giá trong 3 tháng không diện kiến Đức Thế Tôn vì không thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp của Bậc Độ Sư. Và sau nhà năm mươi bốn thầy giá nhà cái mình thường thầy đi siêu trong room chứ con hết nghe tiếng tỏ rồi cũng kinh hình thường thầy cầm hiểu cầm lại. Thưa quý vị, thực tập tuổi siêu có lẽ đang gặp trục trặc kỹ thuật, chúng ta chờ đợi trong di lạc. Thưa quý vị, như vậy là khi chúng ta đọc vào trong bài kinh này đó, thì chúng ta sẽ thấy được rằng đôi khi vấn đề nó không phải là nằm ở học giới, mà vấn đề nằm ở cái sự kính trọng của chúng ta đối với Bậc Đạo Sư. Thật ra điều mà Đức Phật này khuyến khích chư tỳ kheo thực hành là đơn giản, là nhất tọa thực. Nhất tọa thực không phải là một học giới. Ví dụ chư tỳ kheo có thể từ buổi sáng tới buổi trưa là ăn điểm tâm rồi ăn trưa, nhưng mà Đức Phật đặc biệt là khuyến khích là nếu được thì nên ăn một buổi thôi. Tức là khi ngồi xuống thọ thực, và khi một khi mà đã đứng dậy đó, thì không ăn nữa. Chú ý nhắc lại, đó không phải là giới luật, mà đó là lời khuyến khích. Nếu mà chúng ta được ở gần Đức Phật và được Đức Phật này giảng dạy đó, thì chúng ta sẽ đặc biệt. Và thấy Thượng Tọa Từ Siêu vào rồi, không biết Thượng Tọa commit được không? Nếu Thượng Tọa Từ Siêu commit được, xin Thượng Tọa hoan hỷ trở lại.
hỏi cái này với thưa tôi tôi xíu, thưa tôi có thể cầm mic lại không? Thưa tôi đã rớt mic rồi. Quý Phật tử quan hỷ chờ đợi trong giây lát hôm nay, đừng truyền của thưa tôi xíu hơi yếu một chút. Trong lúc chờ đợi thưa tôi xíu thì chúng tôi xin được tiếp tục. Thưa quý vị, ở đây chúng ta nói về thái độ. Ông già và kính thỉnh thưa tôi xíu. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Ồ, không biết tại sao nó bị kỳ quá. Chắc có lẽ phải tranh thủ nói nhanh để thôi bàn thóc nó trục trặc thì phiền lắm thưa quý vị. Khi mà Phát Đấng đi đến sám hối Đức Phật, Đức Phật Ngài cũng xác nhận rằng cái chuyện mà ngươi không có chấp hành học giới trong khi các vị tỳ kheo khác chấp hành học giới, cái đó là một lỗi lầm. Nhưng cơ hội này Đức Phật Ngài đã giáo, đã huấn thị cho, đã nghiêm huấn cho vị tỳ kheo này bằng những sự kiện. Trước hết là Đức Phật Ngài dạy rằng chính vì ngươi không có ý thức được cái điều này là Đức Thế Tôn sẽ biết tỳ kheo Phát Đi Phát Lý không có thực hành học giới trong giáo pháp Bậc Đạo Sư. Thứ hai là ngươi không có hiểu rằng là một số đông các vị tỳ kheo đến ăn cư vào mùa mưa ở Sawatthi sẽ biết ngươi tỳ kheo Phát Đa Lý không có thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp Bậc Đạo Sư. Thứ ba, ngươi không có hiểu rằng một số đông tỳ kheo ni đến ăn cư mùa mưa, các vị sẽ biết ngươi
một số đông nam cư sĩ trú ở Sawatthi, hay một số đông nữ cư sĩ trú ở Sawatthi, các vị sẽ biết ngươi là tỳ kheo đa dĩ không có thực hành trọn vẹn học giới của bậc đạo sư. Ngươi không có ý thức được rằng một số đông sa môn bà la môn ngoại đạo đến nơi cư một mưa ở Sawatthi, các vị sẽ biết ngươi là người đệ tử của sa môn Gotama mà không có thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp của bậc đạo sư. Ngươi không có ý thức được cái lỗi lầm đó. Thì nghe như vậy đó, nghe cái lời khiển trách thứ nhất thì tỳ kheo Phát Đa Lý mà tỳ kheo Phát Đa Lý cũng đã dập đầu sám hối một lần nữa. Và Đức Thế Tôn Ngài cũng đã xác định cái sự sám hối của tỳ kheo, xác nhận cái sự sám hối tỳ kheo đó. Nhưng rồi Ngài Đức Thế Tôn Ngài đưa lên một vấn đề khác để Ngài huấn thị tỳ kheo này. Đối với các vị đệ tử thoát, nhưng có có những ngày không giống như mỗi ngày. Hôm nay thì tôi nghe thượng tọa Tư Siêu, thượng tọa cố gắng lắm, nhưng quý vị Phật tử thấy rằng thượng tọa đã ra vô nhiều lần nhưng mà lại không có được, bởi vì được truyền. Bây giờ thì chúng ta xin tiếp lời của thượng tọa Tư Siêu trong khi chờ đợi thượng tọa trở lại. Thưa quý vị, chúng ta đôi khi đọc vào một đoạn kinh nào đó đó, không đơn thuần là chúng ta chỉ đọc trực tiếp, mà chúng ta nên hiểu được cái bối cảnh. Những ai mà đã sống ở trong tăng chúng, như là đặc biệt là đã làm trụ trì một ngôi chùa hay là hướng dẫn một học chúng, thì chúng ta có thể hiểu rằng việc quản chúng hay là cái việc mà giáo huấn trong vai trò của vị giáo thọ đã khó rồi, liền nói chi Đức Phật là bậc đạo sư. Ngày nay thì có rất là nhiều những tôn giáo mà người ta chú trọng về niềm tin. Và ở trong cái giới của niềm tin thì người ta rất là cuồng tín. Và những thành viên gia nhập thì đa phần là làm theo. Và nếu có ai không làm theo thì những người khác
áp đảo ngay lập tức. Nhưng mà trong cái tăng chúng hay là trong cái hội chúng tu học của Đức Thế Tôn, nó căn bản một cái môi trường giáo dục. Mà trong cái môi trường giáo dục thì là một môi trường tương đối là mở rộng cho nhiều thành phần khác nhau. Và môi trường đó, đó nó có một cái đặc điểm là sự bao dung của cái nền giáo dục. Ở trên nền giáo dục không có giống như là ở trong quân đội mà dùng kỷ luật sắt, hoặc giả là không phải là một trại tù mà luôn luôn sử dụng hình phạt để răn đe tù nhân. Mà nền giáo dục đó là đối xử với con người theo đúng cái nghĩa bản chất của con người, nghĩa là con người không có ai hoàn hảo, con người thì có khuyết điểm và phải cho họ có thời gian để họ trưởng thành, cho họ có điều kiện để trưởng thành, biết cho họ sầm ở trong một thời gian nào đó và xây dựng ở cái thời điểm gọi là đúng lúc đúng thời. Có thể chúng ta có cảm giác là khi mà Đức Phật ngài khuyến cáo chư tỳ kheo phải ăn một lần một bữa trong một ngày, tỳ kheo Phất Đa Lý đã không làm theo thì Đức Phật đã không nói gì. Có vẻ như Đức Phật quá dễ dãi, dạ có vẻ như Đức Phật quá dễ dãi. Nhưng mà Đức Phật ngay lúc đó ngài thấy rằng chưa phải là lúc để cảm hóa vị tỳ kheo này, chưa phải là lúc. Do vậy ngài đã mở cho vị tỳ kheo này rằng nếu cảm thấy ăn một bữa mà không đủ thì nên giữ một phần là bị ăn lại. Chúng tôi xin nói thêm là theo trong sớ giải đó, thì vị tỳ kheo này đã có nhiều kiếp sanh làm một loài hộ, sanh làm loài quả, và loài quả có đặc tính rất là háo ăn và ăn rất là ồn ào, và loài quả có đặc biệt là nó rất là thưởng thức đồ ăn. Và do vì sinh khi vị này sanh lại làm người đó vẫn còn mang cái tiền thiên nghiệp là đặt rất nặng vấn đề ăn uống. Khi có ăn uống thì cảm thấy rất là hăng hái, mà ăn mà hạn chế thiếu ăn thì rất là buồn. Thật ra thì nếu chúng ta sống ở trong chư tăng, trong các giới tu tập thì thỉnh thoảng chúng ta gặp một vài nhân vật như vậy. Họ tốt về nhiều phương diện khác, nhưng mà có nhiều vị họ nặng về y áo, có nhiều vị họ nặng về chỗ ở, có nhiều vị nặng về ăn uống. Và chúng ta cũng nên biết rằng đó là do một phần ở cái tiền kinh nghiệm. Chúng tôi nói quý vị là chúng tôi đang nói thay lời cho Thượng Tọa Thầy Siêu. Nếu Thượng Tọa Thầy Siêu trở lại đó, thì chúng ta cùng Thượng Tọa Thầy Siêu tiếp tục. Thì thưa quý vị, ngay khi mà Tỳ Kheo Phất Đa Lý đã công khai để từ chối không chấp nhận cái sự khuyến giáo của Đức Phật, thì Đức Phật đã không nói gì. Ngài mở rộng cánh cửa thêm, nếu ăn một bữa không được thì ăn hai bữa. Thì thưa quý vị, mãi đến ba tháng sau, vị này được cái sự khuyến khích của những vị bạn đồng, được cái sự nhắc nhở của những vị bạn đồng tu, và đã nhận thấy rằng mình làm như vậy là sai, và mình tránh không gặp Đức Thế Tôn trong ba tháng cũng là sai. Và vị này đã đến sám hối. Và khi vị đến sám hối đó, thì đó là thời điểm đúng thời đúng lúc để Đức Phở hóa. Thế Thượng Tọa Thầy Siêu đã trở lại rồi, kính thỉnh Thượng Tọa hoan hỷ cầm biết. Và kính thỉnh Thượng Tọa. Nam mô Phật Thầy. Xin hỏi vị cuối cùng, chúng tôi phải xài 4G và xài cái cell phone. Hy vọng là chúng tôi sẽ trình bày được. Dạ, xin cảm ơn quý vị.
Ở đây thưa quý vị, Đức Thế Tôn Ngài đã giáo huấn cho tỳ kheo phát đa lý bằng nhiều cách. Khi mà vị này sám hối, như khi nãy chúng tôi đã trình bày hai cái lời nghiêm huấn mà Đức Thế Tôn đã dạy cho tỳ kheo. Một, nhắc lại, một là Ngài nói rằng khi mà ngươi có cái hành động như vậy, hành động mà không có tuân thủ với luật của bậc đạo sư để chế định, là vì ngươi không có ý thức được là Đức Thế Tôn sẽ suy nghĩ về ta là một đệ tử mà không có tuân hành giới luật. Rồi ngươi không có suy nghĩ rằng các vị tỳ kheo ở chỗ khác đến nhập hạ ở đây, họ cũng suy nghĩ, họ cũng biết được chuyện này. Rồi đến các tỳ kheo ni cận sự nam cận sự nữ, kể cả các ngoại đạo sa môn và la môn ngoại đạo cũng biết như vậy, thì ngươi phải tự biết và hổ thẹn. Thì Phật Đại Lý đã sám hối Đức Phật. Đức Phật này ban cho một cái huấn thị khác, Ngài nói rằng khi mà một vị đệ tử như là những vị tỳ kheo A-la-hán, những vị tỳ kheo đắc A-na-hàm, Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm, Tu Đà Quần, các vị tỳ kheo đã đạt đến thánh đạo thánh quả như vậy đấy. Giả dụ như là Ngài kêu những đệ tử đó hãy đến có một cái vũng bùn mà Ngài muốn đi qua, hãy lấy thân làm cầu để cho Ngài đi qua, thì những vị tỳ kheo kia vẫn quan hỷ, vẫn thực hiện như thường. Tại sao các vị kia thực hiện? Là tại vì các vị có cái lòng tin nơi Đức Phật, thương kính Đức Phật. Đức Phật mới hỏi rằng còn ngươi thì sao? Ngươi có đạt được câu phần giải thoát, hay là tuệ giải thoát, hay là thân chứng kiến trí, hay thắng giải, hay tùy pháp hành tùy tính hành chưa? Thưa chưa bạch Đức Thế Tôn. Có phải trong thời gian ấy, cái thời gian 3 tháng đấy, trong thời gian 3 tháng người trích nập, có phải trong thời gian ấy người trống không, rỗng không, phạm lỗi hay không? Một lần nữa Pháp Đà Lý đã sám hối Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, một lỗi lầm đã chiếm đoạt con, thật là ngu ngốc, thật là ngu si, thật là bất thiện. Trong khi chúng tỳ kheo chấp hành học giới đã được Thế Tôn chế định, con đã nói yếu hè của mình, mong Đức Thế Tôn chấp nhận cho con lỗi lầm này. Rồi Đức Thế Tôn Ngài lại ban một cái huấn thị khác. Chúng ta nhớ những cái lời, những cái lời nghiêm huấn của Đức Thế Tôn đối với tỳ kheo Phát Đa Lý. Không phải là Ngài có cái sự cố chấp, người ta đã sám hối rồi mà Ngài
và vẫn nhắc lại cái lỗi lầm, không phải vậy. Mà ở đây là Ngài phải nghiêm quân vì lợi ích cho một đệ tử, vì muốn tốt cho một đệ tử, cho nên Ngài đã dạy. Như câu người ta nói, giáo bất nghiêm sư chi đọa, dạy mà không có nghiêm để đòi lỗi dân thầy. Thì trường hợp này Đức Phật là một đạo sư, là vị thầy, thì Ngài dạy phải nghiêm. Rồi sau khi mà vị đó sám hối lần nữa thì Đức Phật Ngài lại lên một cái quý thị khác. Chúng tôi tóm tắt lại là những vị tỳ kheo mà không có thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp Phật đạo sư đó, thì những vị ấy dầu cho có đi vào trong rừng sống độc cư, sống tiễn ly, thì các vị thì vị tỳ kheo đó cũng bị bậc đạo sư quở trách, các bạn đọc phòng mạnh quở trách, chư thiên cũng quở trách và tự mình cũng quở trách. Mà khi vị này bị đạo sư quở trách, các bạn đồng hành hạnh quở trách, chư thiên quở trách và tự mình quở trách, thì không có thể chứng được pháp thượng nhân tri kiến thù thắng, tức là không có chứng được thiền định đạo quả, bởi không có giữ giới. Vì cái điểm này thì chúng ta cũng phải chú ý một điều là ở trong Thanh Tịnh Đạo Ngài Bồ Tát Ngài cũng có nhắc về vấn đề đó, giới là bất hối, đặc tính của nó là bất hối. Và khi mà vị tỳ kheo mà không có giữ giới, không có chấp hành những cái điều giới mà Đức Thế Tôn đã thuyết, đã chế định, thì vị tỳ kheo đó nếu như không bị Đức Phật quở trách hay các bạn đồng hành quở trách, thì chính bản thân của vị đó cũng tự mình rai rứt, tự mình khiển trách chính mình. Và cái tâm mà như vậy là không yên, cho nên tu hành không có đắc được, không có đắc được Phật thượng nhân. Còn ngược lại, một vị tỳ kheo mà tuân hành chấp hành giới luật tốt, vì đó khi không bị Đức Phật quở trách, không bị các bạn đồng hành quở trách, không bị chư thiên quở trách, và không tự mình quở trách mình, thì vị đó sống độc cư viễn ly, tâm được định tĩnh do cái sự trong sạch thanh tịnh giới, nên vị đó dễ chứng được thượng nhân, thiền định và đạo quả. Rồi dần dần
Đức Phật Ngài đã nói đến các cái pháp thuận nhân như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thiền sắc giới, thiền vô sắc giới. Vì nó đạt được là cũng do nhờ cái sự giữ giới. Sở dĩ như vậy là này phải đi giá là để sống thực hành trọn vẹn học giới cùng giáo pháp của một đạo sư. Ngay cả vị đó với tâm định đến thuần tịnh, không có nhiễm, không phiền não, như viếng, dễ sử dụng, vững chắc, vậy đối hướng tâm đến túc mạng minh, sanh tự minh và lậu tự minh được cũng do nhờ vị đó giữ giới. Vị đó đạt được sự giải thoát. Vị ấy biết sanh đã tận phẩm, hành đã thành, vô vật. Thì vị đó Đức Phật Ngài xác nhận rằng sở dĩ được như vậy là vì vị ấy thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp của Bậc Đạo Sư. Đó là cái phần thứ hai Đức Thế Tôn Ngài đã nghiêm quyết. Và vị tỳ kheo Phát Đa Lý khi mà vị đó sám hối, cho đến phần thứ ba đó, đoạn thứ ba, thứ ba thì ở đây là Đức Thế Tôn Ngài trả lời cho Tôn giả Phát Đa Lý. Khi được nghe nói như vậy, Tôn giả Phát Đa Lý bạch với Đức Thế Tôn, bạch hỏi Đức Thế Tôn: do nhân gì, duyên gì ở đây chúng ta luôn luôn kết tội vì tỳ kheo và do nhân gì, duyên gì mà chúng ta không luôn luôn kết tội vì tỳ kheo như vậy? Thì câu hỏi này chúng nghĩ do Phát Đa Lý hỏi Đức Phật. Đức Phật đã trả lời chúng tôi tóm tắt lại như thế này: trước hết là ở trong tăng chúng, nếu có một vị tỳ kheo thường xuyên phạm về giới tội, không những một giới mà nhiều giới nữa, và khi mà bị quở trách, khi mà bị chất vấn, thì vị tỳ kheo ấy tránh né câu hỏi, không có tự nhận, không có tự thuốc những cái giới mà mình đã vi phạm, không có nghĩ rằng tôi sẽ làm gì để cho tăng chúng quan hỷ. Thì lúc bây giờ đó, người vị đó trở thành ngoan cố và cần phải điều trị, cần phải sửa trị. Cho nên các môn phải thường xuyên quan tâm chú ý đến vị tỳ kheo đó. Có đôi khi là phải khiển trách, phải can gián, rồi có đôi khi các vị tỳ kheo phải treo tội vị tỳ kheo đó khi mà vị đó không có thú nhận, vân vân, ở trong luật
đều rất rõ ràng về những cái sự kiện này. Giống như ở ngoài đời, giống như ngoài xã hội, nếu một người mà thường hay vi phạm vào luật pháp của chính phủ thì thường xuyên bị cảnh sát họ đến họ theo dõi hay họ bắt bớ hoặc là họ đem ra tòa án. Để xử tội với người đó. Thường xuyên như vậy. Cũng như một vị tỳ kheo ở trong tăng chúng mà phạm nhiều với luật và luôn luôn tránh né, không biết tự nhận tự thú cái giới của mình, làm khó cho tăng chúng. Thì khi mà tăng chúng muốn thanh lọc để cho chư tăng được trong sạch, được thanh tịnh đó, thì buộc lòng là các vị tỳ kheo phải áp dụng luật lệ của Đức Phật, là phải khiển trách vị tỳ kheo đó, phải nhắc nhở. Hoặc là phải kết tội vị tỳ kheo đó. Thì như vậy trong cái đoạn này đó, chúng ta thấy rằng là nếu một vị tỳ kheo xuất gia tu hành mà vị đó chấp tuân thủ theo cái giới của Đức Phật mà đã chế định một cách nghiêm túc đàng hoàng, thì như vậy ở tăng chúng các vị có để ý chi đâu, có quở trách gì người ta không, người ta giữ giới tốt, người ta là người có giới trong sạch, thì các vị tỳ kheo khác đâu có ở không đâu mà lại đi tìm cái lỗi lầm của vị này, đúng không? Ở cái đoạn này chúng ta phải hiểu như vậy. Cho nên cái chuyện mà vị tỳ kheo phát đa lý hỏi Đức Phật là do nhân gì duyên gì mà một vị tỳ kheo thường xuyên bị chư tăng kết tội hay là xử tội, thì Đức Phật đã nói rằng do vì vị tỳ kheo đã ngoan cố không chấp hành giới luật, phạm liên tục, phạm nhiều lần và không biết sửa đổi, không biết cải thiện thì mới bị chư tỳ kheo kết tội. Chứ còn nếu mà đàng hoàng như một vị tỳ kheo những giới nghiêm túc thì chư tăng cái đâu có kết tội gì. Với hơn nữa, là cái trường hợp mà các vị tỳ kheo giải tội một cách nhanh mau chóng đó, đối với vị tỳ kheo mà bình thường giới luật rất tốt, thỉnh thoảng thì vị tỳ kheo đó mới phạm vào vi phạm một cái học giới, chỉ thỉnh thoảng thôi, thì chư tăng sẽ xử lý cho vị ấy sám hối, thanh tịnh giới, xuất tội một cách nhanh chóng.
Người ta lâu lâu người ta phạm lần và phạm đó do lý do gì đó, chứ đâu phải là một tỳ kheo ư cạnh đâu. Nhưng ngược lại đối với một vị tỳ kheo mà hệ tăng vừa làm cái tăng sự giải tội cho vị đó rồi, nghĩa là làm cho vị đó trở lại bình thường, nhưng mà cứ trở lại bình thường rồi cái vị đó vi phạm tiếp, vi phạm trở lại. Ở trong luật Samantapasarika thì các cái vị luật sư thời xưa có nói, nếu vị tỳ kheo mà cứ tái phạm trở đi trở lại nhiều lần như vậy thì tăng chúng có nên giải tội cho vị tỳ kheo đó nữa hay không, thì các vị đã đồng lòng nói vị tỳ kheo này giống như là một cái bệnh, một bệnh nhân không có thuốc chữa thì thôi bây giờ cứ để mặc, chờ chừng nào chết thì nó chết. Cho nên cái tội của vị đó vẫn được giam vị đó, chứ không có xuất tội nhanh chóng được, không có giải tội một cách mau chóng được. Đó là trường hợp thứ hai mà Đức Phật Ngài đã giáo huấn cho tỳ kheo Phát Đa Lý về việc một vị tỳ kheo mà có dự giới và không có dự giới, về cái khía cạnh là chư tăng xử lý giải tội cho vị đó. Thì đối với người mà thường xuyên phạm giới đó, chư tăng cũng vậy, giải quyết nhiều lần rồi cũng có đôi khi các vị không cần giải quyết, mệt mỏi quá, cho nên cứ để cái tội vị đó lâu, thật là lâu, một thời gian sau mới khi nào mà các vị rảnh thì các vị mới làm cái tăng sự giải quyết. Còn như đối với một vị tỳ kheo mà có những giới tốt, lâu lâu bị phạm vậy là chư tăng giải quyết liền, giải quyết liền cho vị đó được thanh tịnh để vị đó tiến tu cho Phật Pháp, tiến tu thiền định. Cái đó là cái lợi ích của cái việc giữ giới. Nhưng mà Đức Phật này cũng nói thêm nữa là khi một vị tỳ kheo mà còn có lòng tàn, có lòng quý, còn có một chút ít lòng tin đối với Phật Pháp, thì vị này còn có thể chữa được, có thể chữa, sửa chữa được, thì chư tăng sẽ nghĩ rằng còn lại chút ít niềm tin ở trong lòng của vị tỳ kheo này, hãy đừng để cho cái lòng tin đó bị biến mất, cho nên vị đó sẽ chữa. Còn nếu vị tỳ kheo mà sống ngang ngược bán bổ, không có lòng tàm, không có lòng quý, không có lòng tin nơi Phật Pháp thì thôi, bỏ đi, không có cái gì để chữa. Giống như một người mà họ chỉ mới bị cái cây mà nó cọ quẹt đuôi con mắt, còn con mắt còn lại thì người ta cố gắng để giữ, giữ con mắt còn lại cho nó an toàn. Và nếu mà đã đuôi hết hai con thì mai mốt đi không có cần cẩn thận nữa. Hoặc là người ta nói là cùi không sợ lỡ,
đã cùi hết toàn thân rồi thì không sợ lỡ nữa. Cho nên vị tỳ kheo mà còn chút ít tiền tin đó, thì còn được chư tăng cứu chữa chứ. Rồi trong một đoạn kế tiếp, cái phân đoạn kế tiếp là trường hợp một câu hỏi của Tỳ Kheo Pháp Lý để hỏi Đức Phật: do nhân gì duyên gì khi xưa các học giới thì ít hơn, nhưng mà các tỳ kheo đã thể nhập được chánh trí nhiều hơn, tức là chứng đắc đạo quả nhiều hơn. Còn do nhân gì duyên gì ngày nay học giới nhiều hơn, nhưng mà các vị đạt đến chánh trí ít hơn, chứng ngộ chánh trí ít hơn? Thì Đức Phật còn giải thích rằng là tại vì khi xưa chúng sinh họ cái tâm nó còn tốt đẹp, cho nên lúc đó chưa có cái pháp à hòa sát thà đi á thầm mắt, tức là chưa có những cái tệ lậu. Cái chỗ này chúng tôi không có, khi mà chúng tôi dạy luật tạng ở trong học viện đó, thì khi cái chỗ này chúng tôi xài cái chữ a sao bắt thanh đi giấy, chúng tôi nhìn là cái pháp tệ lậu, chứ chúng tôi không có xài cái pháp lậu hoặc. Bởi pháp lậu hoặc nó trùng với cái trường hợp, mặc dù cũng xài với Asawa đó, nhưng mà nó liên quan đến giới luật thì cái đó là một cái điều xấu ở trong căn chúng, chứ không phải là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu đâu. Cái chỗ này không phải là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu, mà chứ Asawa ở đây tức là người ta gọi là cái tệ lậu hay là cái tệ nạn. Thí dụ người ta nói cái tệ nạn xã hội, thì cái tệ nạn đó là cái điều xấu mà làm cho cái xã hội bắt đầu nó bị rỗng mục, nó bị hư hỏng. Thì cũng vậy, tăng chúng mà bắt đầu xuất hiện những cái pháp làm cho sinh ra cái tệ lậu, cái tệ nạn đó, thì lúc đó Đức Thế Tôn ngài mới chế định giới. Và do vậy cho nên giới luật càng nhiều thì có nghĩa là các cái tệ lậu nó xảy ra nhiều ở trong tăng chúng, cho nên Đức Phật ngài mới chế định nhiều. Và chính vì vậy nhìn thấy giới luật nhiều thì phải hiểu rằng là trong tăng chúng thời bây giờ đã sanh lên quá nhiều tệ lậu, cho nên giới luật mới chế định nhiều. Mà nếu đã sanh quá nhiều tệ lậu như vậy thì nó là nhân, là duyên khiến cho những vị tỳ kheo bây giờ không có tu tập được tinh tiến và chứng đắc được đạo quả nhiều như là hồi xưa. Hồi xưa cái pháp tệ lậu xảy ra ít hoặc là không có cái thổi đầu, cho nên trong tăng chúng các vị xuất gia là những bậc có đầy đủ cơ duyên, phước đức, phước trí xuất gia lo chú tâm và tu tập, biết tự mình rèn luyện tâm tánh của mình,
thân hành, khẩu hành, ý hành tốt đẹp. Cho nên lúc đó mặc dù giới luật thấy ít gì đó, nhưng mà các vị đó lại tinh tiến tu tập để mà đạt đến đạo quả cao hơn, nhiều hơn. Thì đó là cái trường hợp mà Đức Phật Hành đã trả lời. Nhưng mà Ngài cũng có nói thêm, Ngài cũng có nói thêm cái điều này mà ở trong luật tạng, trong luật tạng cái phần cái bộ Uy Phân Gác, bộ Uy Phân Gác, cái bộ mà dưới kinh phân tích, phân tích tỳ kheo, phân tích luật tỳ kheo, trong đó có khi mà tôn giả Sariputta đến bạch hỏi Đức Phật, do trong khi con thiền định có suy nghĩ không biết chư Phật ở quá khứ vị nào có để lại giáo pháp sau khi mà các vị đã viên tịch, còn vị nào, vị Phật nào trong quá khứ mà sau khi các Đức Thế Tôn đó niết bàn thì giáo pháp đã mất, không có lưu truyền lại lâu dài trong thế gian. Thì lúc đó Đức Phật mới trả lời cho biết là Đức Phật Vipassi, Sikhi, Vissifu là những vị không, đơn vị đó vì không có chế định giới luật cho chúng thì đệ tử, cho nên sau khi các vị đó viên tịch thì giáo pháp bị mai một, bị biến mất nhanh chóng. Còn những vị như Đức Phật Kakusattha, Konakamana, Kaspa, những vị đó là đã có chế định học giới cho chúng tỳ kheo đệ tử, cho nên các vị đó y cứ vào đây mà thực hành, y cứ vào đây mà sinh hoạt. Do vậy giáo pháp vẫn tồn tại sau khi dầu cho các vị đó viên tịch, dầu cho các bậc chánh đẳng chánh viên tịch. Nghe như vậy thì tôn giả Sariputta mới thỉnh cầu Đức Phật, vì để duy trì giáo pháp của Ngài được tồn tại lâu dài nên ban hành giới luật, thì Đức Phật nói rằng chưa, hãy chờ đợi, vì hiện tại trong tăng chúng vẫn còn tốt đẹp, chưa có vị nào phạm cái lỗi lầm, và hơn nữa cái tệ lậu nó chưa có khởi lên ở trong tăng chúng. Nào cái tệ khởi lên tăng chúng mà cái điều xấu khởi lên tăng chúng thì lúc đó Như Lai sẽ biết thời mà chế định giới luật. Đức Phật này có nêu rõ bốn cái nguyên nhân làm cho tệ lậu phát sinh trong tăng chúng. Thì ở trong luật cái chỗ này Đức Phật này dạy cho Sariputta, Ngài Upali, Ngài Tất Tập Tâm Tạng, thì Ngài nói có bốn thôi, nhưng mà ở đây nó có năm. Cái chỗ này để chúng tôi xem chú giải lại đi, xem coi trường hợp như thế nào. Là bởi vì ở đây Đức Phật Ngài nêu bốn cái này đúng theo bốn tầng luật, bốn điều của tầng luật. Một là khi nào mà tăng chúng đạt được cái sự lớn mạnh về cái số lượng, hãy càng đông thì bắt đầu tệ lậu nó xảy ra càng nhiều, bắt đầu có thể nó xảy ra rồi. Thứ hai nữa là khi nào mà ở trong tăng, khi nào mà giáo pháp này đã, hay là tăng chúng đã được hình thành lâu năm rồi, rất tinh nhu, tức là đã thâm niên đó, chứ còn cái buổi đầu mới có 5 năm thì nó chưa đâu. Nhưng mà đến 20 năm trở đi, trong cái tăng đoàn được thành lập với thời gian dài như vậy thì bắt đầu lâu quá nó sinh biết, sinh ra cái tệ lậu. Thứ ba nữa là khi mà lợi lộc là phát giết gác, là phát gác bất tăng, khi mà lợi lộc phát sanh nhiều trong tăng chúng thì lúc bây giờ nó là nguyên nhân để làm cho các cái tệ lậu nó phát sanh lên giữa tăng chúng. Rồi cuối cùng
là khi nào các vị tỳ kheo học nhiều hiểu rộng. Ở chỗ này chúng tôi không có, chúng tôi mặc dù ba hô sa chăng bắt tu, nhưng mà chúng tôi không có xài cái chữ đa văn, bởi vì chữ đa văn nó có nghĩa tích cực, nghĩa tốt. Còn ở đây các vị tỳ kheo học nhiều hiểu rộng thì lúc đó đại lậu phát sanh đề học nhiều hiểu rộng cái gì, tức là các vị tỳ kheo hồi xưa khi mà Đức Phật ngài mới bắt đầu đi hoằng pháp thì các vị tỳ kheo bị chán nản cuộc đời, cho nên các vị đó xuất gia xong rồi chỉ nghe Đức Phật thuyết một bài pháp, lấy pháp đó để mà tu tập mà chứng đắc. Nhưng mà cho đến sau này khi mà các vị tỳ kheo bắt đầu không có chứng đắc được đạo quả, nhanh chóng các vị đã bắt đầu học, học Phật học, rồi học thế học, học văn thơ thi cú, học những cái môn triết học, sử học, địa chất học, vô lý học, học nhiều quá như vậy bắt đầu sanh ra, nó sanh ra cái tệ lậu, sinh ra cái tệ lậu. Cũng như chúng ta thấy dần như vậy, ngày nào mà chúng tỳ kheo chỉ có đa văn ở trong Phật pháp á, trong Tam Tạng kinh điển thì ngày đó giáo pháp còn hưng thịnh, tăng chúng còn hưng thịnh. Nhưng mà bây giờ dần dần thì lại bỏ kiến văn Phật pháp, cứ lo học về những cái bộ cái thuật cái xem tướng, hay là cái thuật xem địa lý, hoặc là học về cái vấn đề sử học, triết học, vân vân. Học nhiều quá như vậy đó thì bắt đầu tệ lậu nó sang lên giữa tăng chúng. Thì đó là bốn cái nguyên nhân mà phát sinh lên tệ lậu. Lúc đó Đức Thế Tôn ngài mới chế định giới luật. Nhưng mà ở đây trong bài kinh này đó, thì đề cập đến năm cái nguyên nhân, tức là có thêm cái gọi là Yasagra, tức là cái danh vọng. Khi nào mà các vị tỳ kheo mà đạt đến danh vọng nhiều thì cũng phát sinh lên tệ lậu, tức là được người ta phong tặng cho cái chức vụ này, chức vụ kia, đúng không? Thì cái trường hợp này nó cũng đúng, thưa quý vị, cũng hay lắm. Nhưng mà ở đây chúng ta nói như vậy là để phân tích, để trình bày, để cho chúng ta có cái sự so sánh suy nghĩ giữa kinh tạng và luật tạng. Thì chúng ta nghĩ rằng là ở đây là trường hợp Đức Phật thuyết cho Phát Đà Lý, còn ở trong luật tạng thì Đức Phật ngài thuyết những cái điều này cho tôn giả Sariputta. Anh chỉ có gì, và thưa quý vị, cuối cùng thì Đức Phật ngài đã hỏi Phát Đà Lý, hồi xưa kia ngài có dạy về cái pháp môn ví dụ con ngựa thuần chủng được huấn luyện hay không, thì tỳ kheo này nói giờ con không có nhớ. Thì Đức Phật ngài một lần nữa ngài quở, bởi vì khi mà tỳ kheo đến nói không, thì Đức Phật hỏi do nhân gì duyên gì mà ông xem cái sự việc xảy ra nghĩa là coi thường, không có chịu học pháp. Thì bạch Đức Thế Tôn, vì con trong thời gian dài đã không thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp của một nội sư, thì Đức Phật ngài đã khiển trách. Rồi sau đó ngài kêu hãy lắng nghe và suy nghĩ ngài giải. Thì một cái con ngựa thuần chủng
được một người huấn luyện ngựa thiện xảo, huấn luyện trước hết là dạy cho ngựa quen dây cương, rồi nó quen với yên ngựa, với cái yên rồi tiếp tục huấn luyện cho nó biết đi tới, biết đi lui, rồi sau khi mà nó được thuần thục, nó trở thành một cái con ngựa đã được khéo huấn luyện, thì lúc đó nó trở thành một con ngựa được vua chú ý và được để cho vua sử dụng. Cũng vậy, một vị tỳ kheo được thành tựu với 10 cái pháp trở thành bậc đáng kính trọng, đáng được tôn kính, đáng được cúng dường. Đó là vị tỳ kheo thành tựu 10 cái vô lậu chánh tánh. 10 vô lậu chánh tánh ở đây thì tức là thành tựu về vô học chánh kiến, vô học chánh tư duy, vô học chánh ngữ, vô học chánh mạng, chánh nghiệp, chánh mạng, vô học chánh tinh tấn, vô học chánh niệm, vô học chánh định, vô học chánh trí, vô học chánh giải thoát. Vị tỳ kheo khi mà thành tựu 10 cái pháp này đó, thì vị tỳ kheo đó là bậc giải thoát. Vị đó cũng giống như là con ngựa thuần chủng đã được huấn luyện với những 10 kỹ năng, với 10 kỹ năng. Thì cuối cùng là vị tỳ kheo này, tỳ kheo Phát Đa Lý Quan Hỷ Tính Thọ lời của Thế Tôn dạy. Đó là nội dung của bài kinh này. Hôm nay thì lý do một là bài kinh quá dài, cho nên MC đọc cũng đã hơn 9 giờ, lại thêm chúng tôi gặp trục trặc mãi đến lúc sau mới có thể thuyết được. Cho nên hôm nay chúng tôi chỉ trình bày có bấy nhiêu. Và bây giờ xin dứt lời ở đây, kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Quan Hỷ trở lại điều họp. Và chúng tôi xin phép thì hồi chiều, suốt cả từ hồi 12 giờ trưa cho đến 5 giờ chiều thì chúng tôi lại ở Cần Thơ mới về. Cho nên cũng khá mệt, nhưng mà phải làm cái phần sự. Để đổi với Thượng Tọa Giác Đẳng hoài thì cũng ngại quá. Bây giờ thì đã xong phận sự rồi, xin thỉnh Thượng Tọa Quan Hỷ điều họp với Chư Tăng. Nam Mô Bổn Thầy. Dạ. Kính trên Thượng Tọa Thầy Siêu, để thỉnh Thượng Tọa Thầy Siêu đi nghỉ. Thượng Tọa Hóa Tân, Thượng Tọa có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Hóa Tân có thể được xin Thượng Tọa trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Một lần nữa, tôi được hỏi Thượng Tọa Hóa Tân, Thượng Tọa có mặt ở trước máy không? Thượng Tọa Tề Quyền ấy, Thượng Tọa có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Tề Quyền nghe được, xin Thượng Tọa Quan Hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Dạ, Thượng Tọa Tề Quyền, ở đây Đức Phật Ngài đưa ra hình ảnh một con ngựa thuần, là con ngựa được huấn luyện và được khéo huấn luyện, được khéo
gác mình trong sự huấn luyện và trở thành một con lương mã. Có một cái quan niệm rất phổ thông ở trong cái giới tu hành đó là người tu càng cao thì càng tự tại, không có gò bó và rất là được xem là rất là thoáng á, không có chấp giữ điều này chấp giữ điều kia. Thì cái nhìn đó theo thượng tọa Thượng Quyền nghĩ là có phù hợp với kinh nghiệm của Phật, của Phật pháp không, và phù hợp ở phương diện nào và không phù hợp phương diện nào? Xin kính thỉnh thượng tọa Thượng Quyền. Nam mô Bụt Thầy, gia nam mô Tham Ma, gia nam mô Sang Khai. Giờ thưa đại chúng được nghe rõ không? Dạ, cảm ơn. Chúng con kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Thượng Tọa Nhất Sư Phụ Từ Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, đến Đức Pháp Tính, Thượng Tọa Pháp Tân, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng, thành chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, câu hỏi thảo luận hỏi rằng là một quan niệm mà tương đối là phổ biến trong đạo Phật là người có trình độ cao thì thường tự tại, không bị gò bó. Nó cái khác là rất thoáng, cái nhìn đó nó phù hợp với nếp sống tu tập kinh điển. Ở đây cái tinh thần này chúng ta cũng phải hiểu một điều, thế nào là cái nhìn thoáng và thế nào là một cái người tu hành cao, và cái nếp sống của kinh điển phải phù hợp tu tập như thế này, chúng ta phải thừa hành trên pháp và lực một cách đúng đắn. Còn cái nhìn tương đối ấy, đó là cái tâm tư của mỗi cái vị trưởng lão đó, hay là vị một con người tu đó. Chứ chúng ta nói là hãy tu cao là nhìn thoáng. Nhìn thoáng là không bị chấp ngã, không có bị mà cái chuyện tức là dính mắt chấp nhỏ mọn cái điều này, chấp chi tiết cái điều kia, thì điều đó mới là một điều đúng đắn. Chứ còn ở đây tức là thường tự tại, không có gò bó. Cái gò bó này thế nào là cái gò bó? Nếu như cái gò bó mà vấn đề mà trong ở trong cái tính giới luật á, thì là giá trị tuyệt đối. Thì rất thoáng, nếu một vị tu cao mà rất thoáng như vậy thì mà chúng ta thấy như ở trong ông cái gia, ở trong những cái gia thoại nhà thiền hay trong những cái câu chuyện triết học á của Phật giáo mà chúng ta đọc, thì ở đó là người ta chấp ở một quan điểm, là người ta nói lên. Rồi chúng ta cũng không thể nào, chúng ta đừng có nói rằng chúng ta thấy như vậy rồi chúng ta nghĩ rằng chúng ta tu thì đừng có chấp. Thế nào là không chấp? Và thế nào là biết sự gìn giữ? Thí dụ người ta nhắc chở mình trên tinh thần giới luật thì mà nói rằng người ta chấp thì như vậy là không đúng. Tinh thần giới luật nó phải là như thế. Chúng ta không thể làm sai, chứ chúng ta không thể biện luận trên cái thoáng, trên cái không không chấp trì đó. Rồi chúng ta nhân danh công lý chúng ta núp bóng cái điều đó là sai. Cho nên dầu cho tu cao cỡ nào mà cái điều đó nó phải đúng trên tinh thần pháp luật. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ là có những vị người ta tu tập cao lên rồi, cái người ta ví dụ người ta không mặc y nữa mà người ta mặc đồ che thân như thôi, cũng cái màu pháp phục của cái như cái màu của người tu, nhưng không mặc y nữa. Thì những cái đó người ta nghĩ rằng chắc người ta tu cao rồi, coi như cái này ba cái mặt ăn mặc này thì nó không là vấn đề. Chúng tôi ví dụ như vậy thì điều này là rất là sai lầm. Cái đó pháp tướng sa môn, chúng ta thọ trì cái pháp phục này, thọ trì cái pháp tướng này từ nơi đại tăng và từ trên pháp và luật, chứ không phải là chúng ta tự động chúng ta muốn bỏ là bỏ, chúng ta muốn mặc là mặc, mà chúng ta phải biết trân quý cái chiếc y. Thì đó chính là một biểu tượng, đó chính là một màu cờ sắc thái của các bậc thánh hiền. Thì cái đó nếu chúng ta bỏ, chúng ta nói tôi có nhầm nhò cái gì, tôi tu cái tâm của tôi chứ với thân thức này là nói vậy thì chết. Thế nào là cái tâm của chúng ta nó được như như bất động chưa, nó được một cái sự thanh tịnh về giới luật, nó được sự thanh tịnh tốt đẹp về về thân tâm chưa? Ở đây chúng ta phải nói rõ cái điều này, chứ không nói trình độ cao là cao như thế nào. Tu lâu lên sư cũ thì nếu người ta bái, người ta chào, người ta lễ, người ta xá thì cũng là cao. Và hiểu biết như thế nào? Đây là một tinh thần hiểu biết, mà trên tinh thần pháp luật thì người nào hiểu biết tinh thần pháp luật một cách đúng đắn, người nào mà tu cao mà đúng cái lời Phật dạy
thì quả thực vẻ rất thoáng, vẻ rất tự tại, và vẻ có một nếp sống phù hợp đúng đắn với tinh thần kinh điển. Mà ở đó chính là các vị người ta đã tĩnh lặng, người ta đã tĩnh giới, người ta thanh tịnh một cách tốt đẹp, một cách tuyệt đối. Đó mới gọi là một sự tự tại, một sự thông dong, một cái sự không gò bỏ tất cả những cái chuyện gì mà họ rất là nhẹ nhàng. Chứ không phải như chúng ta biết, còn nhiều người quá là chấp cũng không đúng, phải làm như thế này, phải làm như thế kia. Mà chúng ta phải gọi là một cái trí tuệ là chúng ta phải biết quyền biến, chúng ta biết chuyển hóa một chút xíu để cho nó phù hợp theo cái tinh thần kinh điển và trong cái sự kiện nó xảy ra ngay lúc đó, mà nó không sai cái ý niệm của Phật Pháp. Chứ không phải là cái nhìn mà chúng ta sửa đổi rồi chúng ta đổi thay rồi, rồi chúng ta nói chúng ta vào đời, cho nên vì vậy chúng ta sinh hoạt với đời, cho chúng ta cỡ mở với đời, vậy thoáng mới gọi là độ đời, thì đã không chấp nhận được. Bởi vì sao? Đức Phật ngày dạy, ở trong kinh dạy là mình phải thường phải quán tưởng, quê của nó trong miếng ách chu bạc cà tù, hình dáng tại đây khác hơn kẻ thế. Arapatipatha me chivika, sự nuôi mạng của ta ở cái ánh nhung me cấp vô karani dụng, ta làm sao cho lấy người cũng dường vào cách đầy đủ, một cách cũng dường một cách tốt đẹp, một cách quả lớn. Thì nói như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái nhìn tu tập mà theo kinh điển Phật Pháp á, nó phải dựa, phải đúng cái kinh luật, phải đúng kinh đúng luật, chứ không phải là đúng theo cái nhìn của người đó. Rồi mình tu cao rồi kể không sao đâu. Rồi như vậy thì chúng ta không để lại những cái bài học là cho những người sau, cho những người đi sau, cho những người đệ tử. Có những bài học mà như nhất người ta không làm. Và như vậy thì nói rằng người ấy chấp, phải không? Phải chấp. Hòa hợp chứ không hòa tan được. Hòa hợp với nhau được nhưng không phải hòa tan. Mình đi tới người ta thì mình nói rằng mình hòa hợp với người ta, rồi người ta quậy thì mình quậy, người ta tốt thì mình tốt, cái đó không phải. Tức là cũng như là chúng ta không có bị mất cái bản sắc của mình, cái nhân cách của mình, cái tư cách của mình. Còn mọi việc khác thì rất là bình thường. Cho nên cái này, cái nhìn về chủ động hay là khách quan hay là chủ quan gì, chúng ta cũng nhớ đó là một điều hết sức là khó mà chúng ta tự cho hay chúng ta thấy người ta như vậy mà đứng bằng cái nhìn mà đánh giá như vậy được. Rồi có những người nhiều khi người ta rất thoáng, nhưng thì chúng ta cũng đừng xem thường là người ta không hiểu biết gì về kinh điển. Nhưng chúng ta nên bắt chước cái cách sống của người ta mới được. Có một số người thấy cũng như làm như mình, cũng tỏ vẻ ra mình sống coi như là phá ngã phá chấp, mình tỏ vẻ ra mình sống coi như là sống thoáng, mình sống không có bị trói buộc, mình sống không có vào một cái khuôn khổ. Thì chúng ta như vậy thì chúng ta đã không còn thực hiện theo cái lời dạy của Phật được rồi, mà đó là chúng ta đã chọn, đã tìm một cách sống cho mình, chứ phải là sống để đúng cái tinh thần Phật Pháp, đúng cái lời dạy của Phật, đúng cái con đường mà đoạn khổ diệt khổ. Thấy con đường đoạn khổ diệt khổ thì nói rằng nó phải đi đúng đường đó, nó phải đi trên con đường đó, chứ không chúng ta không thể nói gò bó, hay chúng ta không thể nói là bị trói buộc, hoàn toàn không có. Bởi vì ai ép buộc mình? Nếu chúng ta sợ luân hồi, chúng ta muốn thừa hành trên cái lời dạy một cách tốt đẹp, một cách đầy đủ thì chúng ta thực hiện, chứ không ai ép cho ai cả, và cũng không ai buộc ai phải như thế này, phải như thế kia. Đó chính là một cái lời dạy mà tốt đẹp nhất. Cho nên vì vậy là một đệ tử, một người Phật tử, chúng ta phải nhớ rằng cái tinh thần tu này là một tính cách từ quan điểm của mỗi người, từ cái sự học hiểu, từ cái chi kiến, từ cái khả năng tu của chính mỗi cá thể. Nhưng nếu chúng ta phải biết rằng mình đừng có tự mình đặt và tự cho mình nhìn người ta, hay là mình theo người ta, mà phải dựa trên tinh thần pháp luật thôi, không đi theo ai cả, mà dựa đi theo cái tinh thần pháp và luật. Và đó chính là lời dạy của Phật trước khi ngài viên tịch niết bàn cũng vậy. Tức là phải dựa trên kinh luật, phải dựa trên pháp và luật và thừa hành.
chứ không có có vừa mà thấy các vị trưởng lão hay là các vị hay người có một trình độ cao hiểu biết về Phật pháp thì cho rằng họ tự tại, thì rất họ sống rất thoáng. Cho mình cũng như là bây giờ mình làm bộ mình cao, mình tu cũng tu cao, chứ mình sống rất là thoáng, mình không bị gò bó. Nhưng sự thật ra là khả năng của mình không có cái gì cả, sự tu tập của mình không có cái gì hết, nhất là cái hiểu biết của mình chẳng có được một chút xíu nào cả, thì đây chính là một sự sai lầm vô cùng lớn. Còn người ta thật sự có một trình độ cao, thật sự người ta phá ngà phá chấp, thật sự người ta nhìn bằng một cách hiện hữu, bằng một cách nhân sinh, bằng một cách nhân quả, thì đó là một cái trường hợp khác rồi. Cho nên vì vậy chúng ta phải có cái nhìn sống phù hợp theo theo pháp và luật, theo kinh điển của khối lời Phật đã dạy. Thì cái mà thượng tọa đó là chính là đội điện con suy nghĩ như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc, kính cùng thỉnh ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính cùng thỉnh ông ta quay trở lại. Sa thủ kính chúc thượng tọa Tịnh Nguyên. Câu trả lời của thượng tọa Tịnh Nguyên đã kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của rung Phật pháp Bồ Tát Nam Ma. Kính thưa chư vị giảng sư đã vào rung để thuyết giảng. Xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lạc, một đêm an lạc. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Xin khuyết cho thi chúng ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng tông rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp sư ngôn viên đã yểm trợ cho các phần ngành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp